Chào các bạn thính giả yêu quý của Snow và Quick. Nhìn mặt Quick kìa, chứ chi đã muốn chảy xị ra vì không thấy nhắc đến tên. Lúc nào Snow này cũng tốt với Quick cả, còn Quick thì thật đáng thất vọng. Này, có ai tốt với Snow bằng tôi chưa? Chỉ cần làm bạn với Snow trong từng ấy năm đã đủ nói lên lòng tốt cũng như sức chịu đựng của Quick này là vô bờ bến. Nói như thế thì ai cũng có thể khoác lác được nhá. Nhưng mà thử hỏi Quick, đơn cử một hành động tốt đẹp của Quick đối với Snow thì Quick có làm được không? Không chứ gì. Em à, hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử tốt với em chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức, thì anh phải làm thùng rác cho chính mình. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em, thì trước tiên phải được em cho phép. Em thường xuyên đánh anh chưa bao giờ đánh em. Đến nhà em phải ngủ ở ghế sofa. Em đến nhà anh cũng phải ngủ ở sofa. Anh làm hỏng cái tai nghe của em, liền mua một cái mới đền ngay. Còn em làm mất chiếc xe đạp của anh, một lời xin lỗi cũng chẳng có. Lần em ốm, anh mất gần 2 kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg. Em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn hoa quả bánh kẹo của anh mà. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi, chỉ còn 4 tiếng. Trước khi quen em, anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi, anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ. Trước khi quen em, ngày nào anh cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối. Viết mail cho em viết những lời ngọt ngào nhất. Vậy mà mail của em toàn những lời trách móc. Chat với em, anh chat với mỗi mình em. Còn em chat với hàng chục người. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên bén. Đi xe, anh đi cẩn thận thì em bảo anh kém thế. Đi nhanh thì em lại bảo là anh đi ẩu. Em lấy lược ra trải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế. Đi xem phim, em thấy chán em đòi về. Anh thấy chán, phải ngồi xem hết phim. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Còn thấy anh buồn, em kệ anh. Quà em tặng anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em vứt lung tung trong nhà. Anh đứng trước trường đợi em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. Em bảo anh về nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhà nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. Những gã nào thích em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh phải tìm cách xa họ ngay. Em cười với bao nhiêu là con trai để cho họ một tia hy vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi với bạn em đã bảo anh là sở khanh rồi. Anh nhắc em chăm chỉ, nhắc em mặc áo ấm, nhắc em không thức khuya. Em hỏi, anh là mẹ em đấy à? Nếu anh không nhắc em lại bảo anh chả quan tâm gì đến em cả. Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích. Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết rồi. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em đều tự đáy lòng anh. Em đọc rồi em chê chữ anh xấu. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà, đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi, anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết. Tất nhiên là nếu anh như vậy thì em không thể hiểu nổi anh rồi anh Quick ạ. Bởi vì nếu thế thì anh là người đàn ông quá tuyệt vời, rộng lượng, vị tha, yêu thương chân thành nhất mà em có thể gặp ở trong đời. Và chắc chắn đó không phải là anh Quick mà em đã quen hơn chục năm nay. Thôi thì tôi cũng có bảo đấy là tôi đâu. Tôi còn tốt hơn nhiều thế chứ. Thế đã ăn thua gì. Nhưng đây không phải là lúc để kể ra. Các bạn thân mến, những phẩm chất tuyệt vời trên thuộc về một anh chàng có tên Phan Chiến. Số điện thoại 0978998683 ở địa chỉ chiến-04-1009@yahoo.com. Và người có công đào luyện ra những phẩm chất ấy là một cô gái có cái tên rất là dịu dàng, hiền thu. Snow thấy chưa? Hãy dịu dàng và luôn dịu dàng nha. To build my castle out of ice.
inside this massive building. There's a crystal lake of all the tears I cried, baby, for all my. Tell me why I feel this aching. Oh, every time I think of you when we're apart, baby. I'm living to love.